Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mito Swiss. Và đây chính là loại kem chống nóng mà mình yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì là chỉ số chống nắng của em ý là SPF 50 và đồng thời chỉ số chống tia UVA còn ở mức cao nhất nữa. Và một cái điểm hay ho nữa đấy là chất kem thì ngấm cực là nhanh. Và khi mà bạn bôi lên nó không làm cho mặt mình bị trắng quá hay là kiểu bị thay đổi tông màu da ấy. Có những cái loại kem chống nắng mà khi mình bôi cái lượng vừa đủ của một đồng xu ấy là nó không thể thẩm thấu được hết, sau mặt nó cứ bợt bợt ra ấy. Ta hoàn toàn có thể tự tin bôi một lượng kem chống nắng vừa đủ bằng một đồng xu mà không sợ kiểu mặt bị loang lổ hay là bị trắng xanh. Hôm nay mình sẽ thử làm một điều mà mình chưa từng làm trong suốt 20 mấy năm. Và mình không biết là cái quyết định này của mình có đúng hay là không nữa. Nó thì hên xui rất là nhiều bởi vì cái này mình chưa thử bao giờ. Chúng mình bơi, làm vài vòng để xem là lát được bơi xong thì mình có thay đổi quyết định hay không. Và quyết định của chúng mình đó chính là đi ăn bát bún riêu siêu to khổng lồ. Đùa thôi, nói chung là ăn thì chẳng cần gì để quyết định cả, thích thì ăn thôi. Đang đi ngang qua thì thấy cái này ngon quá, thế là tạt vào ăn. Cái quán bún riêu này thì đã là cực kỳ nổi tiếng rồi, chắc cũng chẳng cần phải review nhiều. Quán bún riêu Gánh ở bên chợ Bến Thành, nó khoảng 50.000 cho một bát như thế này. Một cục riêu rất là to, nhìn thôi lại thấy ngon rồi. Anh sẵn sàng chưa? Anh sẵn sàng chưa? Thấy cái trông mặt có vẻ hơi hối hận hay sao ấy, thấy cái gì cũng như cắt tóc rồi phải. Đây là đầu tiên cắt tóc thẳng như này. Rồi à, không
Lần sau sẽ cắt ngắn hơn nữa. Thực ra là trong không giận nhau à? Thấy không? Thực ra cũng không đến nỗi, trong không phải nói tệ lắm, nhưng mà mình nghĩ là sau mình sẽ cắt ngắn hơn. Tại vì trong người này thì cũng không phải nói khác bình thường nhỉ, không khác mọi lần là mấy. Muốn cắt một cái kiểu gì đấy mà trông kiểu cắt xong cái thành con người khác đấy. Này thì không có gì đấy là bất ngờ, khác một nửa. Ừ. Thực ra như này cũng đã là ngắn lắm so với từ trước đến giờ mình cắt rồi. Chưa bao giờ cắt ngắn thế này, về Hà Nội sẽ cắt cái đầu đinh. Sợ cắt nữa về nhà mẹ không nhận ra, hai đứa mang quả đầu về nhà. Và nói chung là cái vlog này giống như là một cái thông cáo báo chí. Nếu như mẹ có đang xem thì bọn con thông báo là bọn con đã cắt tóc rất là ngắn rồi. Sau mấy ngày đã quen với cả cái tóc ngắn rồi thì mình nhận thấy là cái tóc ngắn thì cũng khá là hay ho đấy. Và nói chung là cũng tiết kiệm được khá nhiều thứ. Đầu tiên đấy là tiết kiệm được dầu gội đầu, và chỉ gần như là hết có một nửa cái lượng dầu gội so với cả cái tóc ngày trước của mình thôi. Và đây là một trong những cái em dầu gội mà dùng khá là thích, bởi vì là nó có chiết xuất từ quả bơ và dầu dừa ấy, chống rụng tóc và cái hít mọc tóc lại nữa. Vì trước đây cái đợt mà mình dùng Pantene ấy, tóc mình nó bị rụng rất là nhiều. Mặc dù là Pantene chống rụng tóc rồi đấy mà chả hiểu sao cũng càng gội càng lại rụng. Cái là khi mà tóc bạn ngắn như thế này rồi ấy, thì sau gội được xong chỉ cần lau khô vài cái là đủ rồi, sau đó sấy qua thôi là có thể tạo kiểu được, chứ không phải sấy cầu kỳ như cái lúc còn tóc dài nữa. Nói về tạo kiểu ấy, thì cái này còn cực kỳ tiết kiệm thời gian đấy bạn. Đấy là bạn chẳng cần phải suy nghĩ xem là mình tạo kiểu tóc gì hay là phải trải ngôi ra làm sao, vì nó ngắn quá muốn tạo kiểu cũng chẳng được, chỉ có duy nhất một kiểu thôi là xong. Và ngày trước thì tóc mình rất là mỏng ấy, nên là mình phải sử dụng thêm cả cái xịt muối để cho tóc mình nó khô, để cho tóc mình dễ tạo kiểu. Nhưng mà cái xịt đấy thì nhiều khi nó làm cho cái tóc của mình hay nó bị sơ nữa. Còn bây giờ thì chẳng cần nữa, chỉ cần một tí sáp thôi là đã ngon lành rồi. Khi bạn đội mũ đúng không, cởi mũ ra, tóc của bạn vẫn y nguyên như cũ, chẳng cần phải tạo kiểu lại. Máy tóc ngắn như thế này đã giúp bạn tiết kiệm được 3 thứ: thời gian, điện và nước. Và ngoài ra là mỗi buổi sáng khi bạn ngủ dậy, chẳng cần phải lo tóc mình bị rối tung như tổ quạ nữa. Nếu bạn nào chưa cắt tóc ngắn, sau khi xem vlog này hãy đi cắt tóc ngắn ngay đi nhá. Còn hôm nay thì dừng ở đây thôi. Bye.